Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thế nhưng Nguyễn Thị Luyến vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, sau đó trốn cách ly, khai báo gian dối. Ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1986, ngụ tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, được quy định tại khoản 2, Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 23 tháng 8, Luyến biết rõ thành phố Hồ Chí Minh đang là vùng có dịch COVID-19 và đang áp dụng chỉ thị 16 CTTTG, nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, không tuân thủ các quy định về cách ly y tế. Khi về tới địa phương, Luyến không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định, mà đi tìm nhà trọ để thuê ở. Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 Luyến đến một phòng khám ở thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam để làm xét nghiệm. Khai báo gian dối là từ Nam Định về, trong vòng 14 ngày qua không qua vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Trong khoảng thời gian trở về Hà Nam, luyến đã tiếp xúc với gần 75 người F1. Sau đó, luyến được xác định mắc COVID-19. Việc khai báo gian dối đã khiến hàng chục trường hợp F1 này phải đi cách ly tập trung, khử khuẩn, làm phát sinh chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại Tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu. Với sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn nỗ lực đưa những thông tin mới nhất về dịch bệnh đến tất cả quý vị. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi cũng rất mong nhận được những kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.